Em đi đâu đấy? Bỏ ra! Em giận anh cái gì đấy? Tao chả giận cái gì cả. Trưa nay mày đi với con nào? Hả? Lại còn ôm mất hơn đi ra nữa. Con nào? Ngáo à? Trưa nay tao mơ thấy. Không giận anh nữa nhá. Anh xin lỗi, lần sau anh không như thế nữa. Anh biết là yêu nhau thường có những lúc giận hơn. Mà một ngày ấy, mày giận đến 5 lần, bố thằng này chịu được hả? Này, đàn ông của con liêm sỉ của đàn ông nhá. Mày không thích ấy, chia tay mẹ đi, nha. Mày chửi ai đấy? Tao chửi tao đây. Ôi, láo, tao phát. Ôi,